Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài diễn biến tiếp theo trong đời sống tình cảm. Đây là video chọn tụ bài, các bạn sẽ lựa chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của các bạn. Và mình có hai tụ bài các bạn lựa chọn, đó chính là hoa sen và hoa mẫu đơn. Các bạn hít thở thật sâu 3 lần và sau đó chọn tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. 1, 2, 3. Và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận thông điệp phù hợp với các bạn. Và thông điệp có rất nhiều, các bạn lựa chọn cái nào phù hợp với chính mình nhất. Nếu không hợp thì các bạn bấm xem video khác giùm mình ha. Trong trải bài của các bạn có lá bài The High Rilet. Và các bạn cũng có lá bài 8 gậy. Kế đến là các bạn có một cái lá bài 2 ly. Và đối tượng xem trải bài là các bạn đang bị ngắt kết nối với người yêu cũ của mình, hoặc là các bạn trong giai đoạn im lặng và các bạn không biết hành động tiếp theo của họ là gì. Thì kế đến mình sẽ giải từng lá bài cho các bạn. Khi các bạn có lá bài The High Rilet, đây là bộ được đánh số 2 trong bộ ấn chính. Nó chứng tỏ cho các bạn tại thời điểm này, điều tốt nhất là các bạn nên thụ động, bình tĩnh và tiếp nhận những ảnh hưởng từ bên ngoài. Các bạn không có nên nhúng tay mình vào trong bất cứ chuyện gì, đối với tình cảm mình cũng vậy. Bởi vì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn bạn cần phải tránh can thiệp và phải để cho mọi thứ tự chạy theo vốn vĩ của nó. Bạn hãy cố gắng cảm nhận được những cái điều bí ẩn bên trong mình và nhìn xuyên qua những cái thứ mà trông có vẻ rất hiển nhiên. Đây là một lá bài yêu cầu các bạn phải liên hệ với nội tâm của mình, với tiềm thức của mình để quan sát xem là mình và nó có gắn kết với nhau không, và cái trực giác của bạn nói lên điều gì. Là các bạn phải thực sự mở mắt to của mình ra mới thấy được cái tiềm năng tiềm ẩn bên trong của mình. Do đó, để quyết định cái người này có thực hiện những điều gì tiếp theo hay không thì các bạn phải dùng nhiều trực giác của mình hơn để tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình. Hãy tin vào trực giác của nó, vì mọi thứ trông vậy mà không phải vậy. Và nó còn biểu hiện là cái nửa kia của bạn đang cần với thời gian nghỉ ngơi. Và họ cũng đang nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa cuộc đời và đâu là giá trị của bản thân họ. Đây là cái khoảng thời gian để họ dành để suy nghĩ và cảm nhận thì rất là thích hợp đối với cả hai luôn nha các bạn. Khi xuất hiện cái lá bài này thì chỉ thị là có một cái người đang ở xa cách và họ muốn ở một mình. Dù gì đi nữa, hãy lắng nghe cái con tim của họ và cho họ một cái không gian để họ được ở được một mình. Và nếu như bạn vẫn còn độc thân và bạn có một số vệ tinh xung quanh mình thì bạn phải cẩn thận, bạn đừng để cho bản thân của mình bị phân tâm ra khỏi cái người mình đã chọn lúc trước, bởi vì đây lá bài biểu hiện cái sự trực giác của bạn rất là đúng. Và chú ý cho mình là các bạn nên tránh ra những cái người mà có xu hướng kiểm soát cuộc đời của các bạn, vì bạn sẽ không đủ tin tưởng bản thân của mình để mà quyết định cái hướng đi cho mình một cách cụ thể nhất. Và bản thân của họ đang đứng ở vị trí giữa của bên việc là nên tiếp tục hay ngừng lại. Và đối với họ, cả hai đang có vị thế rất ngang bằng nhau và họ cần là cần cái thời gian để thông suốt chuyện tình cảm của cả hai. Do đó, cái bài học của bạn cần đợi là các bạn phải kiên nhẫn và tôn trọng quyết định của họ. Dù có gì đi nữa, bạn cũng phải nên tôn trọng. Và nếu như thất bại thì các bạn cũng phải tập buông bỏ cái mối tình này. Và kế đến là các bạn có lá 8 gậy. Và khi cái lá bài 8 gậy này đi kèm với lá The High Rilet thì nó chứng tỏ là các bạn phải trong tư thế chờ đợi và kiên nhẫn hơn. Bởi vì ngay lúc này có dấu hiệu là họ đang muốn bộc lộ bản thân của họ rất là nhiều và họ đang sẵn sàng và sẽ diễn biến rất tốt nếu như họ muốn tiến tới với bạn và họ muốn nắm bắt cái cơ hội để cả hai có thể quay lại từ đầu. Và có một cái điều nữa là các bạn sẽ nghe một cái tin tức hoặc thông tin rất là mới từ họ. Bạn có thể thấy hoặc nghe được cái điều gì đó quan trọng về tình cảm của hai người xuất hiện dưới dạng ẩn dụ. Vì thế là các bạn phải luôn tỉnh táo và chú ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh bạn ngay lúc này nha các bạn.
Tuy nhiên cái lá bài này nó cũng hàm ý cho một cái kết thúc sớm hay muộn gì, thì cái câu trả lời sẽ là một câu trả lời họ sẽ đưa ra rất là nhanh nha các bạn. Và cũng như lá bài trước, nó cũng khuyên các bạn là nên kiên nhẫn, vì cái tình cảm của bạn có những cái vấn đề bạn không thể thúc giục hay vội vàng được. Bạn phải xem xét, xem cách là các bạn sử dụng nguồn năng lượng quý giá của bạn có hợp lý hay chưa. Bạn chỉ chờ đợi hay bạn đang tiến tới với họ, cái khả năng tốt nhất mà bạn có thể làm được cho cái mối tình này là gì, thì các bạn phải thực hiện nó. Và lá bài cũng chỉ thị là có thể là bạn đang cảm thấy tội lỗi vì việc gì đó trong tình cảm của cả hai. Bạn hãy nhớ rằng không có điều gì có thể thay đổi được quá khứ. Điều tốt duy nhất là lỗi lầm có thể tạo ra cho các bạn một bài học để các bạn thay đổi cái hành vi cũng như suy nghĩ lời nói của mình trong tương lai. Đôi khi cái điều tốt nhất là các bạn phải tha thứ và bao dung cho chính bản thân mình. Và tất nhiên là cái bản thân lương tâm của bạn vẫn có lý lẽ riêng, do đó bạn đừng có hoàn toàn phớt lờ cái lý lẽ riêng của mình nhé các bạn. Có thể là trong tình cảm của cả hai đã tạo ra nhiều áp lực để khiến cho chuyện bé xé ra to. Các bạn đừng có làm cho mọi việc nó thêm trầm trọng thêm. Hãy để cho tâm hồn của cả hai lắng dịu xuống, bởi vì họ đang muốn suy xét kỹ lại. Và các bạn hãy kiên nhẫn và tin tưởng rằng dù có điều gì xảy ra chăng nữa thì nó cũng vẫn đúng theo cách riêng của nó, và bạn học cách bản lĩnh tự chủ và buông bỏ nếu như cần thiết. Và vấn đề các bạn đang gặp phải là các bạn đang bị không có tập trung và không có kiên định. Các bạn đang bị tinh thần của mình rất bị áp đảo, các bị tiêu phí hết cái nguồn năng lượng của bạn vào cái chuyện tình cảm này. Bây giờ là các bạn phải để cho mình thanh tịnh nhất có thể và dành thời gian suy ngẫm lại. Và kế đến là các bạn có lá bài hai ly ngược. Khi mà xuất hiện cái lá bài hai ly này thì đây là một lá bài rất là hot. Khi hỏi về tình yêu như thực sự nó có phải là luôn luôn tốt đẹp hay không, thì các bạn xem nó cái gửi thông điệp gì cho các bạn nhé. Điều đáng buồn là cái hai ly này nó lại ra ngược, thì nó đề cập đến là tình trạng tình cảm của hai đang rất là bấp bênh. Và cái người này không cố gắng vì người kia và ngược lại. Thậm chí cái việc cãi vã và tranh luận hoàn toàn xảy ra thường xuyên. Nghiêm trọng hơn là đang có một sự cuộc chia tay tạm thời, và có thể là hoàn toàn nếu như mà các bạn không cố gắng hoặc các bạn không chịu thay đổi cũng như cái nhìn nhận khác về vấn đề tình cảm của cả hai. Nó nói về sự trống rỗng trong mối quan hệ và hai người cảm thấy không có sự hòa hợp, do đó người đó đang cảm thấy là không có thể tiếp tục tình yêu dành cho nhau nữa các bạn ơi. Và thông điệp của lá bài là mong các bạn phải tìm cách để kết nối lại tình cảm của cả hai. Đây không phải là lúc là các bạn sống tách biệt và đứng ngoài cuộc, mà các bạn phải dành thời gian hòa nhập vào tình cảm của mình. Nếu các bạn rơi vào tình cảnh đang tranh cãi hoặc là xung đột rất là nhiều, hãy tìm kiếm để các bạn thỏa thuận đình chiến với họ và cơ hội để tha thứ cho chính họ cũng như tha thứ cho chính mình. Nếu các bạn đang đấu tranh với hai sự lựa chọn với chính bản thân của mình, thì các bạn phải nên dung hòa giữa bản thân mình và họ để được tình cảm tốt cho cả hai. Và bản thân của lá bài đang có sự xuất hiện của người thứ ba. Nếu hai người thành bầu bạn mà ba người lại thành đám đông, thì các bạn phải chắc chắn rằng cái xu hướng mà cái người thứ ba xuất hiện này nó không có tạo ra cảm giác thiếu hòa hợp trong tình cảm của cả hai. Và bởi vì lúc trước mà hai bạn quen nhau, các hai bạn quên đi những yếu tố khác trong cuộc sống. Các bạn không có tạo ra giá trị cho nhau và các bạn cũng không thực sự tin tưởng nhau. Các bạn không có gặp nhau thường xuyên, do đó các bạn đang gặp vấn đề trong mối quan hệ này. Thì đây là lúc mà các bạn tha thứ và quên đi những vấn đề trong quá khứ và bắt đầu lại một cách tươi mới hơn, một cách tin tưởng hơn, có cam kết trao giá trị cho nhau và dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Ngoài ra các bạn cũng phải đi học hỏi, đi nâng cao giá trị của mình đối với người khác và trao cho họ những giá trị thực sự trong cuộc sống này. Và lá bài cũng mong là các bạn sẽ tìm được cảm xúc tự tại ở bản thân. Các bạn tìm kiếm niềm vui của mình, niềm hạnh phúc của mình và chia sẻ cho nó mọi người. Thì đó không có ai làm khác được ngoài bạn.
Khi bạn thực sự ổn thì tình cảm bạn mới ổn được. Và thông điệp của họ là họ vẫn có cảm xúc với bạn mặc dù là hiện tại hai bạn đang là xa cách nhau. Và thông điệp kế tiếp đó là họ sẽ rời bỏ đi nếu như họ thấy bạn đang ở cùng với ai, đang trong mối quan hệ với người nào khác. Và họ cũng mong ước là họ có thể lấy lại những cái lời nói mà làm đau lòng hay là tổn thương bạn. Mình xin kết thúc trải bài ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Rất là nhiều thông điệp và năng lượng của như bạn như thế nào thì bạn hãy tự hiểu ha. Và các bạn có lá bài chính tiền, các bạn có lá bài death, thần chết, buồn quá ta. Kế đến là các bạn có lá king of cup, vua ly. Và sau đây mình xin giải các trải bài này cho các bạn. Đầu tiên là các bạn có lá chính tiền. Và năng lượng của lá bài này chính là bạn, một người mang năng lượng nữ, rất độc lập và bạn rất là tự chủ trong cuộc sống của mình. Bạn quan tâm đến những người xung quanh, bạn đặc biệt là xinh đẹp và giỏi giang ha, rất có tài năng và bạn biết truyền cảm hứng của mình cho những người khác. Và hiện tại bạn đang dành thời gian ở một mình rất là nhiều bởi vì bạn đã tìm thấy được cái cuộc sống nội tại của mình. Biết là mình cần cái gì và làm cái gì, chính bản thân bạn tự sống được và tự tôn, có lòng tự trọng rất là cao tại cái thời điểm này. Bạn là người biết chia sẻ kiến thức của mình cho người khác và cũng như là đem những cái hay, cái đẹp, những cái gì bạn tích lũy từ xưa giờ đang truyền ra cho những người xung quanh để họ được tốt giống như bạn. Đây là một trong những cái tính cách rất là tốt của bạn cần nên phải phát huy. Và nói người này có yêu bạn không á, thì thực sự là người này có yêu bạn nha bạn. Đây là một cái lá bài thể hiện là tình yêu. Nếu như bạn đang ở trong mối quan hệ á, thì có thể á, bạn đang mong đợi cái mối quan hệ của bạn sẽ tiến lên một cấp độ rất là mới. Nhưng mà đang tìm kiếm tình yêu á, thì lá bài này cho biết rằng sẽ có những cái người mới đến với bạn mà tạo ra một cái mối quan hệ rất là sâu sắc và ý nghĩa. Nhưng nếu như là một lá bài thể hiện bạn rất là độc lập, bạn hành động rất riêng biệt ha, bạn sử dụng cái gì cũng là chính bản thân mình và cảm thấy là tất cả một việc là bạn quyết định do chính mình và không có làm ai ảnh hưởng đến bạn hết. Đây là một người rất độc lập và bạn thực hiện một kế hoạch rất là cẩn thận, tính kỷ luật của bạn cũng rất là cao luôn. Có thể nói hiện tại bạn đã đang tận hưởng những thành quả của mình. Bạn là một người trưởng thành rồi ha, độc lập và thành công luôn. Nhưng mà có nhiều người đã dành cả cuộc đời mình để tìm những giấc mơ. Bạn đã thấy giấc mơ của mình rồi đó các bạn ơi. Và vì đây là một cái trải bài về cái mối quan hệ, khi mà cái lá bài này xuất hiện thì mình rất là buồn cho các bạn. Đó chính lá bài The Death. Nó nói là có thể cái việc kết thúc một mối quan hệ. Và có thể là cái mối quan hệ hiện tại của bạn đang đi theo cái hướng không là cái tích cực. Nhưng mà tùy theo cái mối quan hệ như thế nào thì cái mối quan hệ này cũng có thể cứu vãn được trước khi là quá muộn nha các bạn. Nó đến những cái thứ mà cần phải sửa chữa và những thứ cần phải chấm dứt. Đây là một trong những lá bài mà nếu như bạn không cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu, nhưng mà nó là có một cách tiếp cận khác nhau. Nếu bạn cảm thấy là nó cho bạn một bài học gì đó bạn có thể học được, hoặc là cái gì đó làm mới bản thân mình, thì đây là một cái việc bạn xem xét thử xem là cái thái độ của mình trong chuyện tình cảm là đúng nhất để mình xử sự cho một tình yêu đôi lứa hay không. Thì cái điều này bạn mới nên suy nghĩ ha. Và có một cái dấu hiệu kết thúc rất là lớn, một cái hồi kết thực sự. Đây là cái điều để cho bạn bước tiếp trong giai đoạn tiếp theo cuộc đời mình. Và để mà nói là người đó yêu không thì sự có yêu, nhưng mà cái yêu của bạn giống như là bị là hãy từ bỏ đi cái người khó quen cũ, phải là mới lên, là mới chính cái tình yêu của mình luôn các bạn ơi. Một dấu hiệu cho cái việc là những cái gì tối tăm đã biến mất hết trơn rồi, có sự biểu hiện của sự hồi sinh, một cánh cửa mới đang mở ra và những chuyển biến rất lớn trong cuộc sống của bạn. Thì đây là một cái vòng tuần hoàn ha. Cái gì đó mà đang khiến bạn rơi vào tiêu cực và đau khổ thì đây là cách để các bạn phát triển hơn, tiến tích cực rất là nhiều. Và bởi vì bạn thời điểm này bạn đã tự lập, bạn đã tự chủ được cuộc sống của mình rồi, thì mình thấy là bạn không còn bị tiêu cực nữa. Nhưng có thể cái mối tình này đem đến cho các bạn một cái sự gì đó suy nghĩ tiêu cực. Mình mong là các bạn hãy khép lại cái chuyện này đi
hãy hướng tới cái tương lai nhập tràng, bởi vì cái nhân cách cũng như cái việc làm của bạn đang đi rất đúng hướng, bạn đang tận hưởng rất đúng. Không phải mình giàu có hay là mình địa vị cao là mình hạnh phúc đâu bạn. Bản thân là bạn biết hạnh phúc của chính mình. Cái cuối cùng của con người là gì? Cuối cùng con người là phải tập sống với chính bản thân mình, chứ không phải sống và dựa vào cảm xúc của người khác hay về vật chất ở bên ngoài. Mình biết cái việc mà bạn đã từ bỏ những cái gì đã quen thuộc và để chấp nhận cái sự thay đổi rất là khó khăn. Nhưng mà bạn biết không, chống lại phải làm, thì đây là cái quy luật tất yếu của tự nhiên. Nếu không, bạn sẽ rơi vào cái tiêu cực và đau đớn trên cái tinh thần và thể xác. Tại sao vậy? Tại vì bạn đã thoát được cái những cái vòng lặp trước kia rồi. Nên bạn hãy tự tin đối diện với hành trình mới của mình, tin tưởng là đời mình sẽ xây một cái chương mới nhiều hy vọng hơn. Và bạn sẽ nhận ra là có nhiều kết quả tích cực lắm. Một mối quan hệ sẽ có tính xây dựng mạnh hơn rất là nhiều. Và có một cái sự lựa chọn rất là lớn giữa bạn và họ. Và cái hương hướng này là họ rất là nhiều. Tại vì cái lá rồi đét đang nhìn hướng về người đó. Bạn thì nhìn hướng về cái người mà tình yêu của bạn. The Death thì lại hướng về cái lá bài kế tiếp. Thì đây nó báo là đây có một sự hồi kết thật sự trong tình yêu của hai bạn. Có một sự lựa chọn giữa là sửa đổi hoặc là từ bỏ. Thì mình thấy là cái năng lượng từ bỏ rất là nhiều. Nhưng mà cái lá bài của người yêu bạn là lá bài King of Cups. Thì đã cho thấy là cái người này là một cái người. Cái lá bài này có một số người nó lại mang đi cái sự thay đổi trong mối quan hệ. Nó chỉ ra rằng có một sự thay đổi bất ngờ lắm bạn. Như cái việc bạn sẽ đánh đính hôn bất ngờ, hoặc là các bạn bị cái gì đó thay đổi rất là dữ dội luôn. Cái này nó sẽ biến chuyển rất là nhiều, mang lại cái tình yêu mới trong cuộc sống của bạn, hoặc cái tình yêu cũ có thể trở lại. Nhưng tùy thuộc vào cái lá bài kế tiếp, là cái lá bài cái người ấy, là cái người bạn đang muốn hỏi. Và lá bài cái King of Cups này đại diện cho năng lượng nam. Đây là một cái người có một cái sự thông tệ và hành động thiên về cảm xúc. Và cái người này có xu hướng là bị thao túng trong cái mối quan hệ rất là nhiều. Bạn nhìn cái người này có vẻ ngoài rất là thờ ơ bạn, nhưng bên trong là cảm xúc rất là dữ dội ha. Người này có kỹ năng giấu cảm xúc rất là xuất sắc luôn. Mặc dù biết là cái ẩn giấu tình cảm của mình để tránh những rắc rối không cần thiết, nhưng mà phải lưu ý là cái người này thật sự là quá lạnh lùng, mà họ phải biết là sự ôn hòa từ đó sẽ giúp cho họ có những kinh nghiệm trong giai đoạn để kiểm soát được tình hình, cũng như là điều chỉnh cái cảm xúc để phù hợp hơn, để họ đạt được những kết quả mong muốn. Và mình biết là bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi bạn trong mối quan hệ với cái người này, bởi bạn không biết đâu và tính cách thật của họ hết trơn á. Bởi vì cái người này không phải là người tình cảm, họ dùng lý trí để họ kiểm soát về vấn đề tình cảm cá nhân rất là nhiều. Có xu hướng là từ bỏ luôn cảm xúc của mình. Nếu họ yêu, họ sẽ không nói yêu. Họ sẵn sàng từ bỏ để bảo vệ cái kinh thành của họ. Vì họ sợ rằng khi dành tình cảm cho ai á, một cái điểm yếu của họ sẽ phơi bày ra hết. Nhưng mà một khi họ đã quyết định trong mối quan hệ lâu dài á, thì cái nội tâm tình cảm họ rất phong phú, họ sẽ mang lại cho bạn cảm giác là yên bình và ổn định. Cái điều này bạn là cảm nhận được rồi ha. Thì có thời gian bạn với họ rất là cảm giác yên bình, hai người đến với nhau, hai người đều có một cái suy nghĩ và vị trí rất là lớn, có những cái tôi rất là cao, nhưng mà lại tận hưởng cái không gian yên bình, bình dị đó. Đây là một cái tình yêu thật sự nếu như hai bạn thấy được cơ hội mà có thể thấy được con người thật. Một cái hình mẫu lý tưởng cho tình yêu nếu như họ muốn bước vào mối quan hệ lâu dài với bạn. Và những gì mà họ nghĩ về bạn rất là tốt, họ thấy bạn rất là người chân thành và tử tế. Nếu như họ muốn đến một quan tình cảm ổn định thì bạn là một cái nửa lý tưởng mà họ muốn tìm đến ha. Nhưng đang cái trong vấn đề xung đột á, thì hãy nhanh chóng qua đi, hãy nhường nhịn và chủ động nói chuyện với cái người này đi bạn. Nói chung là các bạn phải cẩn thận với tác nhân bên ngoài và hãy giữ cho mối quan hệ của hai bạn trong cái tầm kiểm soát có được. Đừng để cái sự can dự của người khác vào vấn đề của hai người nha. Đây cái lời khuyên cho cái lá bài King of Cups là cái người nam á. Nói chung á, bây giờ bạn là cái người chờ đợi
và họ yêu bạn thật sự đó, nhưng mà họ giấu cảm xúc và quyết định đến không đến nữa là họ sẽ là cái người quyết định, chứ không phải là bạn ha. Và mình xin chia sẻ cái một cái lá thông điệp của vũ trụ muốn gửi cho các bạn của Oracle, một thông điệp rất hay, một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào giữa hai bạn. Và mình hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được cái niềm vui trong cuộc sống, tận hưởng cái gì vẻ đẹp của cuộc sống này. Bạn sẽ được cung cấp một cái năng lượng vô hạn để bạn có thể phát triển trong cuộc sống của mình. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem tới bài các bạn ha.